À, chân vịt thì xài thử cái như vậy nha anh em, tại vì mình Nhật Tân nó nghiên cứu nó gắn cái nắp lườn nha nè. Đó. Cái này tầm khoảng hết luôn, cái này tầm khoảng 50 kg hả ta. Thấy anh cũng đam mê rất nhiều. Ủa đụng nè Tân ơi. Đụng rồi nè. Mình lái đụng hả? Đụng chân vịt rồi. Rồi đề máy đi. Ở năm đứa coi vậy chứ dữ lắm thằng Khang. Đó. Đây ơi. Hello anh em, thì hôm nay mình có cái sản phẩm bên mình giới thiệu cho anh em sơ lược về, để lát nữa chạy thử coi nó tốc độ bao nhiêu thì mình nghiên cứu lại từ A tới Z coi nó láng hay là quay lăn rồi các kiểu. Cái này là do Nhật Tân sản xuất nha. Hôm nay ở nhà về làm ghe thì nó nghiên cứu qua bên cái vỏ cái gì cano composite loại mà cao tốc cho anh em ghe với xà lan xài nè. Đó, chiếc này nó đóng để cho nó đem theo ghe luôn nha anh em. Nó giới thiệu cho anh em xài bên xà lan ghe tải, chiếc nào lớn lớn mua xài chơi nha. Cũng đơn giản, nó cũng rẻ tiền chứ không phải mắc tiền nha. Bề dài thì khoảng 3m1 ha. Nó bề ngang thì 1m9 tấc, 1m1 thì tùy. Đây máy là bên mình cho nguyên cái dòng máy này ha, đừng có hộp số có đề luôn. Cái máy Honda thì nó không đề, nó hơi bất tiện, gắn đề vô nó hơi bất tiện nha. Cái này thì nó có đề luôn. Nhưng mà cái dạng này thì chạy không nhanh được nha anh em. Khoảng chừng 60 cây số, 70 cây là hết đám nha. Nhưng mà bây giờ mình chưa biết chạy bao nhiêu. Đó, nói cho rõ để quảng cáo cho cố đi xuống chứ chạy không được nhiều cái báo nữa. Đây là đang gắn bánh lái nè, cái này mới sản phẩm sơ lược thôi, chưa có nó dung vô bột đá rồi, chưa có mài, chưa có gì hết trơn á. Giờ gắn xuống đem xuống cho chạy cho anh em coi thử thôi. Đó. Mà mốt hoàn thiện là mình sẽ quay lại một cái nữa mới giới thiệu sản phẩm sao nha. Cái này là của Nhật Tân, kênh Nghề Sông Nước nha anh em. Nhật Tân Nghề Sông Nước nha. Đó, chân vịt thì xài thử cái như vậy nha anh em. Tại vì mình Nhật Tân nó nghiên cứu nó gắn cái nắp lườn nha nè. Đó. À, xài một cái thì không đủ, xài hai cái nghe thử coi nó chạy cái nào. Thật sự với anh em là chưa có chạy lần nào luôn nha. Inox này sẽ là dàn sao này bằng sắt ha. Cái sản phẩm đầu tay thì nó cũng hơi xấu anh em. Này tự Nhật Tân làm ha, nó đang làm hôm nay nè. Đó. Nghiên cứu thử cây được, nếu thành công thì chắc đổi nghề luôn. Cái này là qua lăng sơ lược về nha. Cái này mười mốt thì hàng dài ra đây chút thì làm cái như vậy nè anh em. Đó ha, đang như vậy nè. Cái dạng như mình làm giá rẻ cho anh em ghe với xà lan chơi mà, chứ không có làm cho nó biên bỉ theo cái kiểu cano của người ta, cho nên nó thấy nó cũng đơn giản lắm nha. Cái này thì ga bóp hoặc là mơ mốt mình làm chế cái đạp đây nè. Cái này thì chạy khoảng này, thường thường thì nếu mà đằng sau đó hai ghế đó, đằng này trước hai ghế, mình tới chừng làm hoàn thành cái sản phẩm này chắc 4 cái ghế nha anh em ha. Nhưng mà cái này chở chắc được 6 người nha, 6 người thì hơi khẩm. Nó bột đá nó còn sần sùi vậy nè, chưa có sơn phết gì, chủ yếu là quay chạy cho anh em coi chơi trước cái tốc độ nó bao nhiêu rồi lên mới làm hoàn thành lại ha. Ở dưới thì nó như vậy ha. Đó. Thì nếu mà anh em nào muốn coi chi tiết thì vô kênh Nhật Tân Nghề Sông Nước ha. Tại vì nó ở nhà nó làm, nó chế hôm nay nó cứ quay lại cho anh em xem. Clip sau đi, clip này thì từ từ mình, tại vì mình chưa có biết sản phẩm của anh em mình nó ra là sao ha. Rồi mình thử nó ngon lành cho nó đẹp đẽ đi, rồi mai mốt cái clip sau đi, nếu mà mình có bán được sản phẩm này ra thị trường á thì mình mới để số điện thoại Zalo mua bán sau ha. Thì cho anh em coi trước thôi, chưa có mua bán gì ở đây ha. Rồi lát nữa cho nó xuống nước, đây ra ngoài sông cho nó xuống nước nó chạy thử cái rồi cho anh em coi thử cái rồi mình tính sao ha. Anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình nha.
Rồi cái này mình làm nguyên vậy nè, nó rẻ cho anh em xài nha. Nói chứ rẻ rẻ chứ nếu mà làm xong hoàn thành bán cũng phải trên 10 triệu nha anh em, cũng tầm 10 mấy triệu nha. Để nó nhiều chi tiết, giờ cái gì nó giật giá, cái gì cũng leo thang hết trơn hổm này. Mua ba cái đồ này là cũng hết kha khá rồi ha. Mấy anh em mà đi xà lan hay là đi ghe gì đó, ghe lớn lớn gì, có cái đồ cẩu cái này. Cái này tầm khoảng hết luôn, cái này tầm khoảng 50 kg hả ta? Nhiêu đây nè, tầm khoảng 4 mấy ký à. Rồi 4 mấy 50 ký mà chưa có ghế ngồi nha. Ghế ngồi thì tầm khoảng 60 kg. Nếu mà mình làm mấy cái ghế sơ sơ khoảng 6-70 kg thì rất là nhẹ nha anh em. Mấy anh em đi ghe được cẩu bỏ mũi để bề ngang về, bề dài vậy có 3m1 à, làm nhỏ lại cũng được nữa nha. Anh em nào muốn làm cái nhỏ hơn thì alo ha, để mai mốt tính sau đi, chứ chưa gì trơn mà quán giới thiệu quá. Để lát nữa mình chạy thử cái mẫu hai cánh chân vịt này coi anh em, hai cái chân vịt này coi anh công tàu đồng coi cái sao, nếu tốc độ kha khá anh mua ủng hộ giùm chiếc hai chiếc nha. Đụng rồi Tân ơi, đụng rồi nè, mình lái đụng hả? Đụng chân vịt rồi anh thấy không? Mình nói thiệt luôn với anh em là chưa có chạy luôn ha, chế lần đầu tiên nó cũng còn cái lòng cộng lắm nè, đụng nè. Nói chung là làm gì vui chơi, với chủ yếu là cho anh em xà lan ghe tải đồ mua xài chơi, chứ còn mình không có so sánh được với mấy anh chị bờ rồ nha. Mấy anh chị trước thì làm quá đỉnh rồi ha. Bây giờ bên mình chủ yếu là làm cho nhẹ nha anh em, giờ chỉ có thay đổi chân vịt thôi, chứ còn cái dàn máy này thì vẫn để yên nha. Nó chạy không tốc độ tầm 30-40, là nếu mà tốc độ từ 30-40 là vẫn để cho nó chạy nha, mình không thay máy đâu. Nếu mà máy nó yếu thì chạy 30-40 là được rồi ha, tại vì chủ yếu để cho nó nhẹ cho anh em dễ xách lên xách xuống ghe xà lan được á, cho nó vui ha. Chứ còn máy nặng thì nó nếu mà muốn nhanh thì máy nó nặng, máy nặng thì mắc tiền, mà cái thứ nhất mình xây trở xách lên xách xuống nó khó nữa nha anh em. Rồi bây giờ mình ra chạy ha, anh em cùng theo dõi ha. Đây nếu mà được nhiều thì nhiều, còn nhiều thì mình sửa tầm 30-40 cây số cũng được nha. Rồi anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình nha. Đó. Đây ơi. Ủa sao có ghe được không? Không. Ôi, giỡn ngang. Có lý nha anh em, chắc được 50-60 cây à. Rồi chạy biết đi, lái không được hay gì á, nó chưa có làm lái xong mà lái không được rồi. Thôi chừng 30 cây số à. Chưa chạy nhanh, không chạy nhanh rồi. Rồi. Mới tầm 30 cây số à anh em ơi. Có bọt rồi, này phải chân vịt chạy cao tốc rồi mới được, chạy bo bo rồi mới được. Vịt này chạy bọt chạy không được rồi. Rồi mình để mình nghiên cứu lại cái cho nó hoàn thành cái nghe nè. Phải có gì thì mấy clip sau mình cái sản phẩm này muốn bán ra cho anh em xài chơi thì mấy clip sau ha, thành công mới bán được ha. Nè.
hai người đấy. Được, mai mốt mình nghiên cứu trên dịch chạy bọt để xuống chạy là tốc độ gấp đôi nha. Cái dịch này chỉ là chạy chạy nước đặc không mà không chạy bọt được. Dạ, rồi anh em xem clip nhớ đăng ký kênh thì like cái ủng hộ kênh của Nhật Tân với Ba Xí nha. Chào tạm biệt ha. Mai mốt rồi tính sao. Vâng.